Sở dĩ mẹ không bằng lòng cho anh làm lễ cưới với em, vì anh là văn sĩ chỉ nặng nợ văn chương hơn nặng nợ với dương tân. Sợ con gái sau này sẽ khổ nên ngăn cản đuôi mình. Mẹ cô biết không còn hưởng thọ dài hơn nữa, vẫn lo tương lai cho cô đẹp đẽ huy hoàng hơn. Chọn cho cô một tấm chồng có sản nghiệp, có học thức đầy đủ điều kiện bảo đảm đời cô. Còn tôi chỉ là một văn sĩ áo chẳng đường lành, anh bị phước từ nào phải đâu là tay lè. Thành thật hay là mỉa mai em đó? Văn sĩ mà cô thì phải biết chân thiện mỹ, sống bằng tâm hồn, cho nên lời nói luôn luôn là chân thật cô ạ. Sao con gọi em là Quỳnh mà lại gọi bằng tiếng cô, nghe nó chua chát quá vậy? Cô ơi, ngày nay tôi đâu còn quyền ấy nữa, anh sĩ con của ông chủ tôi đã làm lễ hỏi cô. Sau khi mạng tan bác gái khói pháo vô quy, sẽ đưa cô đến cổng chờ đời. Long ơi, nhưng em vẫn còn yêu anh, em vẫn yêu anh mà Long. Sông có lỡ đá có mòn tình em yêu anh, vợ trước cũng như sau. Còn yêu tôi, còn yêu tôi mà gửi thơ đoạn tuyệt cho tôi. Cô quay lưng đi đi dễ dàng qua người chồng sắp cưới. Khổ cho em là không sao cãi mẹ được, nên xác thân này trao kẻ khác, còn hồn thì trọn gửi cho anh. Tôi nhắc chắc cô nhớ. Sau đó tôi có đến nhà kiếm cô hai lần, nhưng đã bị cô... Em sợ tiếp anh. Mẹ hay rồi, mẹ em đau thêm. Vì vậy cho nên tôi nhìn nhận cô là người có hiếu với cha mẹ. Nhưng mà cô cũng nên biết rằng tôi rất có hiếu với nhân phẩm, với danh dự của tôi. Cô đừng có tưởng là những thằng như tôi ăn cơm tháng ở nhà quê, sống lang thang giữa gió bụi đô thành, lại sẵn sàng dứt bỏ lương tâm để tìm chút danh. Cô đã lầm, rót đi nhầm nước nữa, đừng toán tính quay đò. Cô đang chỉ một thằng văn nhân xuống kiếp trắng tay. Anh thừa biết mẹ em lâm trọng bệnh, muốn người yên tâm em buộc phải tuân theo. Tuy rằng em đã đính hôn, nhưng phải chờ cho đến mạng tang. Cô cứ yên tâm chờ đợi, đừng có nên phản bội. Nhưng tình thế đã đổi thay, em vẫn còn hy vọng. Hôm qua là giấc mộng. Thôi cô à, dù bác gái đã chết, cô cũng phải giữ lời đã hứa mới đúng là hiếu thảo. Trong thời gian yêu nhau, cô cũng thừa hiểu là tôi là một thằng yêu si mê, yêu cuồng nhiệt. Nhưng không cần, tôi dứt khoát cũng nhanh chóng lắm cô ạ. Thất tình đối với tôi tỉ như một cốc cà phê, có khả năng làm cho trí óc bừng sáng. Sao? Còn một tháng nữa là anh được đi xuất ngoại mà sao anh không đi? Ủa? Sao cô biết? Thì anh đi tìm việc ở trên rừng đó.
À, phải rồi, chồng của cô nói lại chứ gì. Ủa, ông nhà có biết trước kia tôi với cô có gì với nhau không? Dạ không. À, em được nghỉ phép tới 3 bữa cho nên có rảnh. Thôi bây giờ em về, chút nữa em lại em giá. Thôi thôi, chút nữa tôi đi rồi. Anh đi đâu? Dọn nhà. Hả? Dọn nhà? Thật à? Tôi không thích thề để cho người ta tin. Vì đã thề một lần rồi, người ta lấy cái lời thề của tôi để người ta đi tuốt luốc. Anh Long, có thể nào em gặp lại anh được không? Chừng nào mà tôi cần tôi sẽ gặp lại cô. Thôi, em về. Cảm ơn cô. Trong cái hộp này đựng gì vậy? Thôi anh tò mò làm gì, chuyện của tôi. Hả? Anh kiếm tôi có chuyện chi? Tôi đến báo cho anh biết là ngày mai anh nhận việc. Tôi biết rồi. Nhưng tạm thời anh ở bureau dưới này, vì ba tôi còn thương lượng vài điều kiện với những ông chủ cấp ở trên đó nữa. Tôi cũng biết rồi. Hả? Em gái tôi cho anh biết à? Anh ở Dầu Dây mới về hả? Không, tôi đi Buôn Ma Thuột với ba tôi về được 2 bữa nay. Ba tôi còn ở trển á, có lẽ tối nay hay là sáng mai ông sẽ về đến. Anh có hay bắt trai và bắt gái đã bằng lòng? Hay rồi, gả con Hân cho anh. Chuyện đó đã đành. Còn cái chuyện tôi, tôi sẽ dọn nhà đến ở nhờ một căn phòng trong biệt thự của anh. Hả? Ở luôn à? Anh sợ tôi ở luôn hả? Tôi chỉ ở tạm thôi, vài bữa nửa tháng tôi lên rừng rồi. Ai cho phép anh? Ba má anh. Anh có tài ha. Nè, anh có hay tôi sẽ cưới Quỳnh chưa? Dạ hả? Mà tôi cũng sắp lấy vợ. Nhưng anh còn gian díu với Quỳnh. Anh lầm rồi. Tôi yêu em gái của anh, tôi gian díu với Quỳnh làm gì? Đó, vì vậy cho nên tôi không muốn anh nói chuyện với Quỳnh nữa. Anh không nói chuyện với Quỳnh thì có lợi cho anh, cũng có lợi cho tôi. Anh Long à, lần nói chuyện sáng hôm nay là lần chót bói như vinh biệt. Đừng tái diễn nữa nghe chưa. Nếu anh chẳng theo lời, tôi buồn lòng nói hết ra đây cho em gái tôi nó tường tận. Chuyện anh gian díu với Quỳnh, anh có quyền nói. Anh nói thử coi, ai mà cấm anh phải ngậm môi? Phần tôi cũng chẳng có gì phải sợ. Anh là thằng ly mang nhãn văn nhân, để biệt các cô gái con nhà giàu. Cái thứ văn hè đường chỉ đáng bà xù mà cũng nghênh ngang tự phụ à. Xưng triệu phú tinh thần nghe thiệt là kêu. Nhưng mà em gái của anh lại tâm động. Hả? Tôi đã yêu hết lòng biết thôi sao cho nó phải. Còn em tôi á, nó ngu lắm, cho nên nó mới đi yêu những cái thằng văn nghệ sĩ như anh á. Anh là một thằng hèn mà không biết nhục. Người con gái nào yêu văn nghệ sĩ cũng là ngu hả? Rồi bậc cha mẹ mà đứng gả con mình cho văn nghệ sĩ thì thế nào? Thì họ cũng... Cũng sao? Nói vậy ba má định gả Hân cho tôi là họ cũng ngu hết hả? Ê, mày coi chừng tao đấm bể mặt mày nha mày. Mày hả? Kêu tôi bằng mày phải không? Mà nếu mày hùng nữa hả? Mày anh hùng thì mày lặp lại cái câu đó một lần nữa đi. Ủa, sao lùi hả? Còn nếu mày không dám nói đó hả, thì mày lấy cái chìa khóa này nè, mở cửa bước ra đi. Đồ công tử bột đó, chìa khóa đó. Lung, mở cửa ra.
Lấy chìa khóa mở cửa ra. Mau. Đó, thằng nào khiếp nhục mới mở cửa. À, mày không mở hả? Tao bắn mày nát óc. Mở ra. Mở ra. Thôi được rồi, từ từ anh làm gì dữ vậy? Anh định có súng rồi anh biểu tao mở phải không? Ngoan lắm con. Mau. Được được rồi, để tao mở. Ngoan lắm. Đó. Ê, Long. Mày giục chìa khóa ra ngoài thì làm sao tao đi ra được mày? Hả? Hả? Đó. Bây giờ mày bóp cò đi. Nhà này không có cửa hậu đâu nghe. Hả? Bây giờ đó, tao với mày chết ở đây. Ra chi nữa? Long. Long. Giận chờ chút xíu vậy giận sao? Em quên rằng trước sau vì em cũng là em rể của anh, em sẽ cưới Hân. Em sẽ cưới Hân. Đúng rồi. Phải. Nhưng mà em cũng không ăn bám vào bên vợ để mà sống đâu. Anh là một thằng con nít, giàu từ trong trứng giàu ra. Anh tưởng đâu cái bằng cử nhân của anh là một phép màu có thể biến mọi người nhỏ lại à? Nó thật với anh hả? Hạng của anh suốt đời chỉ có cái dịp quan hôn tang tế để mà chưng cái bằng cấp lên mặt báo để mà lòe thiên hạ. Ngoài những việc đó ra, sự có mặt anh ở trên cõi đời này cũng ngang hàng như mà sự có mặt của cái quèn ở trong phòng này vậy nè anh à. Ai đó? Hân nè. Hân. Hân ơi, em làm ơn em lộn những cái chìa khóa ngoài đó mở cửa cho anh ra đi. Ủa, sao mắc kẹt ở trong vậy? À, anh đi chơi. Mà chìa khóa ở đâu? À, đó, em coi đâu rớt ở dưới ngay cửa sổ đó đó. Đó, đó, có chưa? Đây. Lâm, tao chịu thua mày một lần nha mày. Nếu lần thứ hai á, thì giữa tao với mày phải có một thằng mất. Ủa? Sao anh với anh Long bị kẹt ở trong này vậy? Hỏi nó. Chuyện gì vậy anh Long? Buồn à, đóng cửa. Đóng cửa gây lộn với nhau chơi. Có gì đâu. Trời ơi, anh với anh hai em sẽ cự nhau hoài như vậy. Cự gì gây chút đỉnh vậy? Tội nghiệp em mà. Anh ráng nhịn ảnh trước đi. Ít lâu rồi mình ở riêng chứ gì. À anh Long à, anh có gửi thơ cho chú ba anh hay chưa? Anh gửi hai bữa nay rồi. Nếu lên thì mai mốt gì đó tới à. Anh Long ơi, bây giờ anh với em lo sắp xếp lại đồ đạc để về đẳng đi, mới trễ rồi đó. Thôi anh không về đẳng đâu. Sao vậy? Tôi nói trời. Sao? Bởi vì thái độ của anh này khiến anh phải đắn đo khi phải đi ở nhờ. Nhưng mà chỉ biết á, rằng là chỉ sống tạm thôi. Nhưng trách sao không giáp mặt, hai người đã không thuận với nhau nên rất khó khăn vô cùng. Anh thừa biết rằng anh hai của em đồng tính, nhưng ba má em thì cũng luôn chiều em lắm. Riêng đối với anh thì ba má của em thiệt tình yêu mến. Anh hãy ráng nhìn dài hôm rồi mình sẽ định liệu sao. Anh về đó chẳng khác gì hai kẻ thù địch bị nhốt chung một khám. Lát nữa chú ba em vào dọn đồ tiếp. Chú ba nào? Bà con chú bắt rượt với ba em. Nhưng phía ba em khá mà ổng nghèo. Chú ba ở đâu lại vậy? Ở xẻo Dinh Rực Giá. Ổng mới lên hai bữa nay nè. Để em dạm xếp đồ đặt tiếp cho anh cho gọn lại nha. Kéo gì anh? Ê, đừng, thuốc ngủ đó. Sao thế này em thấy không có bán ở nhà thuốc? Của người bạn đi Nhật về cho. Ăn như kẹo vậy đó.
5 phút sau là ngủ liền à. Vậy hả? Cho em cực đi. Ê, đâu được. Anh tại anh mất ngủ luôn luôn, cho nên anh phải có nó bên mình để mà dỗ giấc ngủ. Vậy chứ trong giấc ngủ anh có nhớ em không? Trong giấc ngủ không có nhớ em. Ngủ nhắm mắt rồi còn nhớ gì. Anh thức anh nhớ em, anh mở mắt anh nhớ mặt em vậy nè. Thái độ của em làm cho anh khó nghĩ quá Huỳnh à. Em cũng không hiểu tại sao một người đàn ông như anh mà lại đi rình rập một người đàn bà được. Vì em sẽ là vợ của anh. Sẽ không có nghĩa là đang hay là đã. Anh làm em ngại tới cái ngày em làm vợ thiệt thỏ của anh quá. Em không biết sự nghi ngờ của anh rồi sẽ đưa cuộc đời em tới đâu nữa. Nếu anh không yêu em thì anh theo dõi hành động của em để làm cái gì? Em có theo dõi anh không? À, anh có làm gì bậy bạ đâu mà theo dõi. À, nói vậy là em bậy bạ. Anh đâu nghĩ như vậy, nhưng mà... Không có nhưng mà gì hết á. Một người con gái trước khi có chồng, anh muốn bắt buộc người ta không có quyền có một tình nhân. Quỳnh à, đâu phải là lòng anh quá khắt khe với Quỳnh. Anh chỉ muốn em cẩn thận khi giao du với bè bạn, đặc biệt là đối với lòng em không nên gặp một mình. Khi người con gái đến nhà của một tình nhân cũ, việc ấy không có nghĩa là họ còn yêu nhau như trước. Nè, anh đừng quá ghen tuông mà trở thành vô. Cho anh đâu phải là anh ghen. Thật tình em có đến thăm lòng với tư cách là bạn xưa, thỉnh thoảng ghé qua nhà. Anh đừng anh đã tin Quỳnh còn hơn là tin anh nữa. Nếu không biết em đàng hoàng thì anh đâu đi cứ. Từ nay đối với Long em chớ nên gặp gỡ. Ơi, tức quá mà, đàn ông ai mà ghen. Cậu em. Dạ, chào chú ba. Ủa, sao biết tôi thứ ba? Con nói dành đó. À vậy hả? Thôi thôi thôi, bây giờ chỉ đồ đạc cho tôi giác xuống không? Ghế bố đây, vali, ba còn cái bàn, còn hai cục này cục gì nè? Dạ, cặp tạ cháu tập thể dục. Tập hả? À, cậu có thấy trong mình nó sao không? Dạ, khỏe lắm chú ba. Gân cốt tay chân nó nở nang lắm. Vậy à? Ở làng tôi mấy lúc sau này cũng có bài ra cái mà kêu gì nè, à kêu là sân vận động chi chi, nhiều cô có tạc sáng đã ra tập này, cô nào cũng bằng cái áo bó heo thiêu nước ngực còn do năm cây dòng. Lạ với làng chứ ở Sài Gòn rất thông thường, con gái đàn bà tập thể dục khắp nơi. Yeah. Mấy cổ tập chắc nở nang đẹp người. Nở chứ, nhưng mà tay chân thì hơi nở kép, mà nở nhiều là nở cái bụng mà thôi. Chú ba này không bỏ cái bật khóc ngoài à, hay kiếm chuyện xăm soi nhau đời. Em đưa chú ba vào nhà nha, anh đi lấy mấy bộ đồ phơi ở ngoài sào á. Dạ đi chú ba. À đi. Chú ba ơi. Ơi chú đem cái bàn viết đi trước đi chú ba. Rồi rồi, để tôi vác xuống dưới trước. Ủa gì vậy? Cái hộp gì vậy cả? Anh ơi, anh ơi, cái hộp gì vậy anh? Hộp gì vậy chú ba? Chắc vàng ở trong quá. Vàng hả? Ờ,
Trời ơi, không lẽ vàng anh dám để như vậy? Chứ gì trống miếu miếu á. Hay là sách? Chắc có gì sách à. Không phải, không phải. Nhưng mà sách anh để trên kệ rồi. Mà bây giờ ý của cháu muốn coi không? Chú mở ra coi. Coi. Coi phải không, kệ không? Mở đi. Để chậm. Ê, đừng nổ bất tử nghe cha nội. 1, 2, 3. Đê. Cái gì vậy cơ ba? Ơi, cái gì? Cái sọ người. Đâu? Đó, đây nè. Trời ơi. Em không hay gì về Long sao? Anh còn muốn nói chuyện gì nữa? Thằng Long nó sắp cưới vợ rồi đó. Hả? Thật à? Vợ sắp cưới của nó là em gái anh. Cô Hân. Ừ? Hèn chi Hân đẹp hơn em. Coi kìa, tại sao em lại đi so sánh như vậy? À nè, hồi nãy em có cầu xin gì Long không? Cầu xin gì? Long thừa sức có vợ đẹp và giàu hơn Hân nữa. Long lấy Hân là dại. Ủa? Bộ em ghen với nó hả? Anh nói cho em biết nha, nếu em còn theo đuổi thằng Long á, sẽ có ngày anh giết nó đó. Anh nói chuyện lẫn quẩn quá. Long anh nghĩ khác mà anh nói khác. Nhưng mà người ta cũng thấy được trái tim đen của anh rồi. Coi, Quỳnh, trái tim anh làm sao mà cả những suy nghĩ không tốt ở trong đầu anh nữa. Ê, đừng xong chưa? Gì vậy nè? Ai? Cái gì đó? Ai đi? Cái mà ai mở cửa hộp của tôi ra? Không biết à? Không biết à? Chú ba đó. Cháu biểu chú mở mà. Tại chú mở ra. Tôi không cần chú nữa nghe chưa? Biết rồi. Chú đi đi. Tôi cũng thích mấy người tò mò. Lớn rồi mà còn tò mò. Trời ơi. Đi hết đi. Không mắng ta. Đi đi. Tôi cho mấy người biết, nếu mà cái sọ này rớt bể đó hả, thì tôi không để yên như vậy đâu. Anh Long, trời ơi, làm gì ghê quá vậy? Gì la quá. Bộ anh luyện thì linh cái hả? Anh biết văn chứ làm bộ làm thầy pháp anh sao luyện thiên linh cái? Vậy chứ cái sọ đó của ai mà anh giữ làm chi ghê quá vậy? Ba của anh. Ba của anh à? Anh giữ để làm gì? Anh giữ nó gì? Anh quyết lòng nuôi dưỡng một mối căm thù mà câu chuyện tưởng chừng đã lắm sâu. Dưới tận đất đen đã 30 năm rồi. Tháng trước đây thì anh xin xuất ngoại nên chú anh mới ban miếng đất nhà là phần hương quả của ông bà. Trong miếng đất này lại có mộ của ba anh tuần qua, vì khi anh về lấy cốt mà chôn lại thấy sọ của ba anh có vết theo này. Anh hỏi chú ba chứ tại lẽ gì? Cho nên chú kể anh nghe, số là khi anh mới lên 2 tuổi thì má anh có thai được 3 tháng rồi. Ba anh lại hay rượu chè bê ta phan nhiên. Năm đó đúng đêm rằm, ai nấy đi chùa để cúng lễ Phật. Không một hung tinh như sét đánh ngàn trời. Xóm giềng bảo rằng ba anh ăn trộm bị người ta dây đập chết giữa đồng. Ăn kết đàng hoàng mới cho đem xác về chôn. Thời gian đã trôi qua 30 năm dài dằn dặt, tôi chi anh phải đeo mang hận thù cho nặng nề hồn xác. Để trí tâm lo sự nghiệp tương lai được rạng rỡ quy hoàng. Mang kiếp làm người ai ai cũng phải chết một lần. Anh hiện nay như ngôi sao sáng làng, một chân trời đầy ánh vinh quang. Sự nghiệp văn chương của anh đang thời kỳ phát triển. Nếu nghĩ mãi đến hận còn xui dài nữa. Long ơi, trí tâm anh nên để vào trong những người ta phẩm sau này. Cảm ơn em đã lo lắng cho anh. Nhưng Hân à, thù cha anh còn canh cánh bên lòng. Anh đem cái sọ của bác đem về chôn chung với hài cốt kia đi.
anh đem theo em ghê quá hả? Em ghê phải không? Em ghê thì anh ở đây luôn. Thôi thì cứ đem đi. Chú ba ơi, trở vào dọn đồ tiếp nữa đi chú ba. Alo. Hả? À, cảm ơn ông già của Mo về hồi môn này nha. Con sự này con có dễ văn nghệ quá mà. Tòa giao y làm chạy việc thương mại với Mo làm sao được chứ. Ồ, sao ông già của Mo nhờ tạm y đó chứ. Nè, em lễ Mo đó. Hả? Em tôi có chồng mà. Mà hả? Có chồng hồi nào? Sao Mo không hay vậy? Chưa cưới, nó là văn sĩ Long đó. À, có phải Long chiếm giải văn chương bình minh năm rồi mà năm nay chiếm nữa đó phải không? Đúng rồi. Tại em gái toa làm giám đốc nhà xuất bản rồi mê lĩ chứ gì. Thôi được, biểu làm đồ nhanh rồi đưa lĩ mang về cho toa. Ô rồi quá. À nè. Chừng Sư Long về đó, biểu lần tôi có một chút việc nghe chưa. Chú ba. Chị đó hai. Tôi nói thiệt với chú nghe chú ba, mà xin lỗi chứ đừng buồn nha. Sao? Cái kiểu mà đi xin tiền mà phải chầu chực như chú vậy đó, nếu tôi không làm đâu. Chú cũng có gia đình, ba má tôi cũng có gia đình, ai lo phận nấy chứ. Đâu phải nợ nần gì nhau mà cứ nay 20 rồi mai 30. Hai mày không thương tôi thì hai mày nói vậy chứ. 1-2 năm tôi mới cho xin ảnh chỉ có 1 lần à. Chẳng qua là tại thôn nghèo quá, mùa màng lại thất bát. Có lẽ thằng hai cũng nghe năm rồi ở ấp xẻo dinh cồn rạch trống thuộc gian biên miền rạch giá. Tháng bảy rồi có cái trận lũng to làm cho bể cả đê điều. Chừng khi nước rút đi rồi người ta phải dọn nhà để đắp đê. Mới vừa thác cơn nước lụt nhưng rồi lại bị nạn nước nghi rông. Để phải lội nước mặn tràn đồng, có người cũng xài tới mấy bông. Nhưng rồi khi lúc lúa đổ đồng đồng, gặp nước mặn nó vào thui nâu trơn. Cái đó là tại mình không lo trước chứ. Làm ăn cái gì mình phải tính coi nè. Khi thất bại mình phải đối phó làm sao, mình phải làm cái gì. Chứ đâu phải hả, mỗi lần thất bại mình ngửa tay mình xin. Ôi, anh hai mày đừng có nói nặng tôi chứ. Tôi chịu nhục là tôi chịu nhục với anh hai, chị hai thôi. Còn thằng hai là cháu mà. Thằng hai đâu có quyền. Còn chú cũng không có quyền gì lên đòi nợ gia đình này, chú biết chưa. Cậu đừng có mắng nhiếc tôi. Gia tài này cậu làm chủ chưa mà cậu lên giọng. Coi chừng cậu sẽ trở thành một người ăn cơm nguội ở nhà ngoài. Gì ôm sợm vậy? Ủa Hạp, mày lên đâu nào đó Hạp? Dạ lên ba bữa nay anh ơi. Vậy hả? Gặp chị hai mày chưa mày? Chị tham thiền nhập định, mấy bữa nay đâu có ra ngoài. Mỗi tháng chỉ cấm cung 10 bữa. Tu gì mà lạ lùng quá anh. Chị hai mày tu rút cho mau thành Phật mà. Tao coi mò chị hai mày gần bay được rồi đó. Nhờ con trai trường bằng đọt lan Tào Diễu con mèo đó, mà tăng sông đâu có xuống đâu, máu cứ lên hoài. Sao lúc trước chị thích Tào Diễu con chuột mà? Bà nói mèo ăn thịt chuột nên ăn Tào Diễu con mèo bổ hơn. Nhiều nãy mày với ai cãi nhau ôm sòm đó hả? Sĩ nó mắng tôi đó chứ ai. Hả? Thiệt không mày? Thiệt chứ. Mẹ chứ ba của kho bạc đóng sao mà xin hoài vậy? Thằng mỏi nín mày. Thấy chưa Hạp? Dạ. Nghe nói năm nay mày thất mùa hả mày? Dạ thất lắm rồi. Còn đám Tư Thẹo bây giờ còn ở đó không? Hai đứa con nó bây giờ làm nghề gì mày? Vợ chồng Tư Thẹo về dưới Đông Thái rồi anh ơi. Còn Mịnh nó học nghề làm mụ, lập nhà báo xanh. Thằng Tân em của ông Mịnh? Dạ nó mở trại hòm. Hồi chị nó lập nhà báo xanh thì trại hòm nó bán chạy lắm. Tới chừng chị nó bị ở tù thì trại hòm đóng cửa. Bây giờ nó giao qua nghề bán đồ chơi trẻ em. Hạp nè. Dạ. Giờ mày lên đây mày tính xin chừng nhiêu mày? Dạ anh thương em, cho em mượn 50 ngàn. 50 ngàn? Dạ ít mà. Trời ơi chi dữ vậy mày? Dạ không có 50 ngàn. Trời gia đình tôi đói anh ơi. Thôi mày đợi tôi cuối tháng tao hốt hụi tao đưa cho. Đồng tiền của tao nó cũng luân chuyển chứ nó không phải nằm một chỗ đâu mày. Tháng sau chưa chắc gì ba hốt hụi được đâu nha. Nghe mày, đừng có xíu vô. Hạp nè. Dạ. Mày nghỉ ở đâu á? Dạ tôi ở chung phòng với cậu Long. Anh ráng giúp giùm tôi nha. Trời ơi không có tôi, gia đình tôi khổ lắm nha. Tôi đi rồi. Thank you.
giao nhà xuất bản cho con Hân mày cũng phản đối. Tao gả nó cho thằng Long mày cũng phản đối. Tao cho tiền bà con mày cũng phản đối. Tao giao cho mày đứng tên khai thác lâm khoáng sản mày cũng phản đối. Trời ơi, tao đặt mày tên sĩ, tao đặt mày tên phản đối không mày? Không có cái gì mà mày không phản đối trơn hết rồi. Tao là cha, tao có quyền bất công chứ. Nhưng tao cho tụi bay ăn đồng chia đủ, mày còn ganh ghét với con Hân cái gì nữa mày hả? Con ganh ghét gì nó đâu ba. Con thấy thằng Long không xứng đáng với nó. Mà con hỏi ba nè. Gì? Ba chắc gì nó cưới nhau không? Chắc không? Hỏi đố tôi nữa. Xin lỗi mày à. Hàng thằng Long mà cưới được con Hân còn đòi gì nữa mà chắc gì không chắc mày. Còn Quỳnh á, nó xứng đáng vợ mày lắm hả? Hồi giữa mang mi thuộc tao coi cái cao phó vụ má nó chết là tao quá ghét rồi. Nó giết cái cao phó nó hay quá mày. Tao còn cất làm kỷ niệm nè. Để tao lấy cho mày coi. Ba, tại vợ con... Vợ mày chứ vợ ai, để tao lấy nè. Đọc đi nè. Xui gia ông và bà Nguyễn Ngọc Thức, giám đốc hãng Bông Sen, rể Nguyễn Ngọc Sĩ, cử nhân Lực Khoa, giám đốc công ty khai thác lâm khoáng sản và dân. Chức tước của mày dài quá ha. Còn tao cái tri huyện hồi hưu của tao nó bỏ ở đâu mày? Bỏ ở đâu? Ba, tại vợ con nó quên mà ba. Sao cái chức tước bằng cấp của mày nó nhớ vậy? Dạ dễ mà ba, tại con là chồng của nó. Còn tao làm cái gì? Cho phải không? Ba đừng giận nha ba. Để con kêu nó lại xin lỗi ba nha. Alo. Alo. Dạ, tôi là Sĩ đây. Dạ, làm ơn cho tôi gặp Quỳnh. À, Quỳnh hả? Em đến ngay nha. Có việc gì gấp không anh? Được rồi, em đến sẽ lỏ mà. Vâng, đợi em nha. À, mau nha. Nó lại đây mà trả lời không xuông ha. Biết tay tao. Ba đừng có giận mà. Vợ con lại ngay bây giờ. Nó cũng là con nhà đàng hoàng, ba rầy nó nhiều tội nghiệp mà ba. Ngậm miệng, mày liễu hồn mày. Muốn đàng hoàng người tao cho đàng hoàng. Không thể ali hấp ra riêng. Mày giá cái bằng cấp đi xin sở đi, mỗi tháng mày kiếm vài chục ngàn sống mày. Chuyện đó có đáng gì đâu, nó quên mà. Mày binh đó hả? Mỏ giọng quá giạc mỏ mày bây giờ. Mày rồi. Ê tao thấm mà mày. Tao với mày ăn nhầm gì phải không? Vợ của mày mới đáng trọng đáng kính thôi mày. Chưa cưới mà mày đã sợ nó rồi. Con ơi con, đi kiếm thùng thông với lon sữa bò đi con. Chi vậy ba? Thùng thông rồi mày đóng trang, lon sữa bò mày làm lương hương, mày thưởng nó lên bàn thờ mày thờ nó chứ làm chi. Dạ thưa ba. Mày đăng cái cáo khó nó phải không mày? Dạ. Nói đi mày, nói đi. Em, trời ơi sao quên đề tri huyện hậu hương cho ba. À, dạ thưa ba. Xin lỗi. Dạ con nhớ. Nhưng mà con thấy cái đó là chức tước huyện hàm hồi xưa để làm gì ba? Em bộ bay nó huyện hàm dễ kiếm lắm sao? Người ta kiếm chức mà không có, còn tao có chức mà bay không có để vô. Phải mà. Thằng già này mà nó xứng đáng chi? Chỉ là kẻ thương buôn xuất thân trong một gia thế tầm thường. Nếu ba thấy rằng con có tội thì con sẵn sàng xin lỗi với ba. Ôi tôi mà lỗi phải với ai? Nguyện hàm có ăn nhậu chi? Con tưởng làm giám đốc một hãng buôn cũng đủ cho ba nở mặt nở mày, còn cần chi thêm chức tước hồi xưa? Vợ con có lý đó ba. Vậy hả? Có lý hả con? Vậy để ba nói chuyện đàng hoàng với nó. Cô đi về đi. Cô đừng tưởng cái thằng Sĩ nó làm đám hỏi rồi thì nó là chồng của cô đâu nha. Dạ thưa ba, đó là chuyện của người lớn lễ lọc với nhau. Nếu người lớn có thể nuốt lời được thì con xin nhận lời nói của ba rất đúng. Mày mắng tao đâu phải không Quỳnh? Khốn nạn. Cho mày biết à, con gái bây giờ thừa rồi. Dạ thưa ba, thừa là thừa cái thứ gái lăng loàn trắc nết kìa, chứ hạng gái đứng đắn làm sao thừa được ba. Sĩ, miệng của mày bị ai đóng nút rồi hả mày? Quỳnh, chắc đặng được một tiếng hả mày? Dạ, ba cho phép con về.
Sĩ, nãy giờ mày làm trọng tài cho tao với vợ mày đấu võ mồm đó phải không mày? Vậy chứ ba bắn ra phanh không là làm sao con xí vô tiếng nào được. Tao biết mà, tao cố công xúc tép nuôi cò cho mày, có ngày mày cũng phản tao. Cái thứ máu của mày là thứ máu lưu manh bội bạc hả? Ba, ba nói gì vậy? Tao nói mày là một thằng phản, mày không phải là con ruột của tao. Ba, ba nói thiệt hả ba? Tía mày chết rồi mày còn trong bụng mẹ mày lận. Trời, anh Sĩ, ông chủ hãng Thái Phòng nhắn anh đó. Cảm ơn anh. Ba, con đi chừng 15 phút, con về con nói chuyện với ba thêm. Long à, công chuyện của bác xong chưa con? Dạ xong hết rồi. Còn vấn đề phân hóa học thì... À thôi bác biết rồi, không cần lắm. Nè Long, cái chuyện của con với anh Hân nữa, sau này vợ chồng bay cưới nhau rồi, tao sẽ giao cho tụi bay đứng tên môn bài về khai thác lâm khoáng sản đó. Dạ còn anh Sĩ? Cái thằng mọi rợ đó nó sẽ ra khỏi nhà này. Dạ bác thương thì cháu cảm ơn, nhưng mà bác cho phép cháu từ chối. Nếu khi nào cháu thành gia thất, cháu sẽ tạo lập một đời sống riêng bác ạ. Con ra coi ai đó. Dạ chào ông. Dạ mời ông. Thưa dạ. Bác, đây là chú của cháu ạ. Dạ, còn tôi là ông già của cháu Hân. Long, kêu sắp nhỏ rót nước đi con. Dạ để cháu đi rót được rồi. Ông làm văn phòng luôn ở trong biệt thự này à? Nhà cái villa này nó cũng rộng lắm anh. Kể luôn trên lầu nữa là nó có tám phòng lận à. Cháu Long về đây à, nó được một phòng. Chắc anh lên đây vì chuyện vợ con của cháu Long đó hả? Dạ. Anh coi già thế sự sản của tôi như vậy à. Còn thằng Long thì nó lang bang lắm, nhưng mà tôi cưng con gái tôi, hai đứa nó trót thương nhau thì mình phải lo, bổn phận làm cha mẹ mà. Tôi rất vui lòng mà gả cháu Hân cho nó. Tôi biết, nhìn anh tôi biết, anh cũng không có khá giả gì. Bởi vậy về tiệc tùng tôi lo hết. Tôi thương con mà tôi phải chịu nó, anh đừng bận tâm chuyện đó nha. Dạ mời bác, mời chú uống nước. Anh biết không, tôi ghét mấy người nhà giàu hay yêu sách người khác lắm. Tôi không phải như họ đâu. Họ nói chuyện với mình họ khoe khoang đủ thứ á. Đến nhà họ là họ bắt mình nghe toàn là chuyện của họ không à. Anh ba coi nè, tôi mà có thua gì ai sao? Thằng con trai của tôi cũng là luật khoa cử nhân, tốt nghiệp ở Đại học Đường Ba Lê hồi năm 70 đó anh. Còn con em nó đó, dầu gì cũng tú tài toàn phần á. Mà tú tài Tây chứ không phải tú tài Việt đâu nghe anh. Nó không phải mình chê với tiếng Việt của mình, nói không có đủ anh bà. Dạ, nó không đủ để người ta dùng khoe khoang. Đúng rồi, mình không biết tiếng ngoại quốc mình mắc cỡ lắm anh ba. Dạ, mấy người mắc cỡ đó đi đâu họ cũng đem theo trong lòng của họ một thằng bồi hết anh hai à. Nãy giờ tôi nói tới đâu rồi hả? Nói cái vụ phải gì đó, tiếng gì đó mà. Anh này giỏi Tam Quốc quá ha. Thằng Long đó nó cũng như là Lưu Bị, còn tôi đó cũng như là nhưng mà Lưu Bị qua gian tả cầu hôn, còn thằng Long giàu được anh chị thương. Tôi rất cảm ơn, nhưng mà tôi lên đây là để khuyên thằng Long hoang với vợ, sợ dướng dòng thế nhi mà sự nghiệp có dở dang. Anh ba tưởng cưới con ngay thì anh có quyền lo ngay, còn cưới con nhỏ của tôi thì khỏi nghĩ tới tương lai. Con biết rằng chú rất thương con, lập gia đình là con suy nghĩ rất nhiều đêm, bao nhiêu điều giờ hay hơn tiền con đã đặt ra và con liệu rất xa. Nè Long à, gia đình của mình trước kia thua kém người ta, nên bao nhiêu chuyện đau lòng đều phải gác qua. Tao hết sức dưỡng người mày là mong cho đến ngày kia
Mày có một địa vị với đời bằng óc thông minh và hai bàn tay tự lập. Tao đã từng nói, tao nói bấy lâu nay chắc mày cũng chưa quên. Anh à, anh đừng tưởng cháu lòng nó muốn ăn nhờ bên vợ. Chúng con gặp nhau đây cũng là do duyên nợ. Nó là một nhà văn mà con gái của nó lại thích văn. Dạ xin lỗi ông anh nha, cho phép tôi với cháu tôi về đằng khách sạn để nói chuyện riêng, vì sợ ở đây làm bất tiện cho ông anh quá. Không sao không sao, sẵn tôi có chút việc đi đằng nha Thủy Lâm, ông anh cứ tự tiện nói chuyện với cháu ở đây đi. Yeah. À, tôi cũng xin phép nói riêng với ông anh rằng không phải là con gái tôi nó hư đốn gì đâu mà tôi nài ép để gả. Tôi chỉ có mình nó là ruột thịt rồi, tôi thương nó còn hơn chính tôi nữa. Bởi vậy tôi không muốn có sự buồn nào xảy đến cho nó hết. Yeah. Ông anh hiểu giùm tôi vậy yeah, ha. Yeah. À, bây giờ thì cháu Lâm có tự nhiên nói chuyện với chú của cháu đi nha. Tại làm sao mày không đi Tây Đức hả? Mày đã được giấy phép đi xuất ngoại rồi, vì lẽ gì mà mày bỏ cuộc để đi cưới vợ hả mày? Vì cháu xin đi du học mà chú phải bán phần đất hương quả của ông bà cháu. Sao? Hả? Mười mấy năm nay tao đổi về Vĩnh Long dạy, tao có lòng nghĩ đến việc lấy cốt ba mày về chôn cất, đặng tiễn về tóc sắn sóc mồ mả. Gặp lúc mày xin đi du học được, tao mới bán miếng đó. Một phần là để mày có tiền ở xứ người ta, một phần là thực hiện cái việc hài cốt của ba mày về Vĩnh Long. Long à, ngày lấy cốt của ảnh, tao kêu mày về chứng kiến là muốn cho mày thấy rằng vì tương lai và sự nghiệp của thân mày mà mồ mả của anh bị đào rơi tới bầy để mày dốc đi gồng gánh lo học thành tài thành danh. Chị Hồ lấy cốt, ta không kể cho mày nghe cái gì hết. Bây giờ cháu thú thiệt, cái hồ mà chú chở từ núi Sập về Vĩnh Long, trong đó có đựng một bộ xương không đầu. Mày lấy sọ của ba mày à? Dạ. Và cháu không xuất ngoại để một ngày gần đây, cháu sẽ trở về núi Sập để tìm cho ra manh mối kẻ đã đập chết ba cháu hồi 30 năm về trước. Tao kể cho mày biết chuyện xưa là muốn cho tương lai của mày tốt đẹp, chứ không phải xúi mày vô khám, mày biết không? Khốn nạn. Nè, mày đừng dùng hai cái chữ có hiếu đó để mà mày đề ra đó, mày để đi lấy vợ nghe mày. Để dừng bước tiến thủ, gạt gẫm tao à? Chú tha lỗi cho cháu, cháu không thể nào nghe theo lời của chú được. Lần thứ nhất tao mới nghe mày nói với tao câu đó, nhưng câu nói đó làm tao thất vọng ít hơn là cái tâm hồn quái gở của mày. Mày đã được đời tặng là một văn sĩ thì ít ra mày cũng phải có một tâm hồn khoáng đạt bao dung, chứ có đâu cái chuyện đã xảy ra 30 năm rồi mà mày cứ muốn khơi lại. Nhưng mà mày muốn tìm biết thủ phạm để mà làm cái gì hả? Chú càng giấu thì cháu càng muốn biết. Chắc là tại tánh hiếu kỳ của cháu thôi. Vì hiếu kỳ mà mày bỏ tương lai của mày hả? Đồ nguy biện, đồ...
thưa bác. Thưa chú ba, đây là bác gái, má của em Hân. Dạ, chào bà chị. Dạ, xin bà chị tha lỗi cho vì sự nóng nảy của tôi. Dạ, không có chi. Long à, đi ra ngoài đi, để bác nói chuyện với anh ba một lát. Anh ba, nhà tôi, ổng có cái tật nói chuyện với ai, ổng cũng coi gia tài của ổng hơn người ta. Vợ chồng ăn ở với nhau mấy chục năm rồi, tôi biết tánh ổng lắm. Hồi nãy giờ, nếu ổng nói chuyện có điều chi sơ suất thì xin anh ba cũng bỏ qua cho. Dạ không chị à, tôi nhìn nhận anh chị là người tốt hết, nhưng mà tôi giận thằng cháu tôi quá. Nó đã xin phép đi du học được, vì sự học của nó mà tôi phải bán đi miếng đất Hương Quả ở núi Sập, lấy cốt ba của nó đem về Vĩnh Long mà chôn. Rồi bây giờ nó lại không đi học, nó lại muốn đi cưới vợ chứ. À, hồi trước anh ba ở núi Sập à? Dạ. Quê quán ở đó hay là lớn rồi anh mới về đó đi làm ăn? Dạ, tôi sinh đẻ ở núi Sập chị à. Rồi chừng nào anh ba mới về Vĩnh Long lận? Dạ, đâu lối năm tôi 30 ngoài tuổi lận chị. Mà chị có quen với ai ở núi Sập sao? Dạ, tôi có quen với... anh ba, anh ba có biết ông Hương Quảng Lâu không vậy? Dạ biết chứ. Hồi ông Hương Quảng Lâu còn tại chức thì tôi đâu mới đâu 25, 26 tuổi gì đó à. À, hồi đó anh có nghe cái vụ mà ông Quảng Lâu ăn kết cái thằng cha gì đó, đập chết. Để coi, tôi cũng quên phước cái tên của cái ông chết đó rồi. Dạ hồi thời ông Hương Quảng Lâu đâu có ai bị đập chết. Như vậy hồi đó anh ba đâu có ở núi Sập? Có ông đó, ông ghen bị đập chết mà tự ông làm ông chết vậy à. Dạ chắc phải à. Chú nhớ tên ông đó không? Ở đâu ông Năm Tuất 72 tuổi rồi nghe chị. Ông ghen vợ ông lấy ông Sáu Thanh. Cái bữa đó đâu chạng vạng tối gì đó, cái ông xách cái phản qua ông dở mụn Sáu Thanh ông chém. Mà tội nghiệp ông Sáu Thanh đâu có lấy vợ của ông. Làm hại ông Sáu Thanh chết quan hả? Dạ đâu có, ông dở mùng ông chém người ta, bị ông dở cái khoảng cao quá cho nên cái nó rách cho mùng, ông xúc tay cây khoảng rất ngược lại trúng cái đầu ông kia, ông chết ngất đó chứ. 72 tuổi rồi còn gì nữa mà ghen phải không anh? Bởi vậy còn tôi nhớ cái vụ đập chết gần đây mà, người đó trẻ hơn. Chắc lúc đó anh ba không có ở núi Sập. Tôi nhớ rồi. Cái vụ thằng Thái Thành đó mà, ăn trộm bị đập chết. Phải rồi. Bà chị cũng biết cái vụ đó nữa sao bà chị? Dạ biết. Thái Thành đó dạ biết. Nói vậy à, hồi đó chị ở núi Sập? Dạ không, tôi là người bà con bạn gì ở xa với anh Hai Thành rồi. Vậy à? Dạ. Anh ba có nghe nói sau khi anh Thành chết thì vợ con ảnh ra sao không vậy anh ba? Dạ sau khi ảnh chết chừng 3 tháng thì vợ ảnh có chồng khác chị à. Có chồng tại núi Sập à? Dạ thưa không, có chồng ở đâu xa lắm á, mà cũng không ai biết tin tức gì của chị nữa. Dạ nghe nói vợ ảnh với ảnh có một đứa con mà. Vợ chồng ảnh có một đứa con 2 tuổi, mà chỉ cũng có thai được 3 tháng. Bữa đó chỉ gửi con chỉ lại bên nội, nói là về bên ngoại để làm đám giỗ. Rồi chỉ đi biệt luôn à. Anh ba có biết bây giờ đứa nhỏ đó thế nào không vậy anh ba? Chị hỏi thăm chi vậy? Bởi dạ dù sao thì hồi trước tôi với anh Hai Thành là bà con, nên bây giờ con của anh nếu biết trôi dạt phương nào tôi cũng giúp được cho chúng đình. Nghe đâu thằng nhỏ đó chú nó nuôi, nhưng có điều là tới năm sau thằng nhỏ nó đau nặng lắm,
chú nó chở đi chạy thầy đâu hai ba ngày gì đó kìa, nó chết. Hả? Nó chết rồi. Người ta bỏ nó vô nhà xác đợi người nhà. Chú nó lén đem về bỗng thấy nó thở ra. Rồi rồi nó còn sống lại không anh ta? Dạ, nó sống nhăn và mạnh khỏe tới bây giờ. Chắc nó lớn lắm rồi, bây giờ nó ở nơi đâu? Tôi cũng không biết nó ở đâu, mà hồi nãy mới lên đây à, tôi gặp nó ngoài bến xe. Nó tên là thằng Chẩm mà. Dạ phải. Anh ba, anh ba, anh ba gặp nó thiệt hả anh ba? Dạ. Nhà nó ở đâu anh ba? Dạ chị, đây là chi của thằng nhỏ đó vậy? Dạ, dạ vì tôi đây là bà con với anh Thành. Vậy sao? Dạ, chẳng may ảnh thất lộc sớm, bây giờ còn có con ảnh tôi muốn giúp đỡ vậy mà. Ôi nói chị cảm phiền chứ thương làm gì cái giống trộm đạo đó chị. À, dạ xin lỗi chị, cho tôi xin kiếu ạ. Dạ khoan, anh ba, anh ba nán lại một chút mà. Dạ theo tôi biết thì không phải anh Hai Thành ảnh ăn trộm đâu anh ba. Dạ nghe nói tại ảnh ghen vợ ảnh, rồi ảnh đi rình nhà người ta mà. À, tôi cũng nghe mà không chắc lắm. Tại người lấy vợ ảnh sắp đặt cho ảnh mắc ngu đó chứ. Mà lúc đó chị ở đâu à? Dạ để coi em. Tôi nhớ đâu ảnh hình như ảnh chết đó là rằm tháng giêng mà. Dạ 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 phải. Dạ rằm tháng giêng. Bữa đó tôi đi cúng chùa ông Bổn. Mà anh ba đây có quen biết chi với anh Hai Thành không mà nhớ kỹ vậy anh ba? À, dạ không, dạ không. Chị nhắc đâu tôi nhớ đó vậy mà. Rồi anh gặp thằng Chẩm, nó có chỉ nhà cho anh không anh ba? Dạ có chứ. Nó ở đâu anh ba? Dạ nó ở gần đây. Nhưng mà tại sao chị cần gặp nó dữ vậy? Dạ bởi vì tôi là... Dạ. Dạ dạ tôi... Dạ sao ạ? Dạ tôi là bà con với nó. Bà con là sao? Có phải chị đây là người đã sanh ra nó không chị? Chị là chị Hai Thành phải không? Nếu phải thì tôi chỉ con chị cho chị. Dạ phải. Nó ở đâu anh ba? Thằng Chẩm nó đã thành một nhà văn nổi tiếng ở Sài Gòn này. Con tôi bây giờ là văn sĩ. Nó ở đâu anh ba? Nó ở trong nhà chị. Văn sĩ Long tức là thằng Chẩm đó chị à. Thằng Long là con tôi, còn chú đây là... Tôi là một thầy giáo làng chị Hai à. Trên 30 năm tôi sống một cuộc đời thầm lặng. Có lẽ vì quá suy tư lo lắng cho nên gương mặt của tôi đã trở thành dài gian. Còn chị thì thời gian đã làm sao lãng cho nên không nhìn được tôi. Đây là ba nhẫn em ruột của ai Thành. Thấm thoát mà đã 30 năm rồi. Thời gian như vậy đây.
tôi buồn biết mấy. Buồn mà không đầy ba tháng sau khi chị giao thằng chấm cho nội nó hồi ra đông chuyên theo chồng mới đoán lần. Ai cũng biết chị với anh ba tức đã lên lúc tự tình, nên anh hai tôi mới lấy rượu giải sầu mượn sai quay lãng, cuối cùng bị người ta đưa vào trồng xa bẫy thiệt thân. Đi tìm vợ mà người ta bảo rằng cổm đảo bất lương, đập chết giữa lòng báo thương đỏ ruộng. Anh em tôi giàu cảnh nghèo nàn túng thiếu vẫn biết giữ mình, nào dám đụng chạm tới ai đâu. Tôi có biết gì vụ đó đâu, tôi khổ lắm mà. Có biết hay không biết thì chuyện cũng qua rồi chị hai à. Tôi cũng không còn oán giận chi ai nữa, nhưng tôi đã lỡ lời mà nói cho thằng chậm nó biết cái câu chuyện trong khi tôi đi lấy cốt của ba nó. Mà cũng may, may là tôi không nhắc tên tuổi của những người đã gây ra tội lỗi. Tôi không ngờ dám ăn cắp cái sọ của ảnh đem lên tới trên này chị. Hiện nay lòng của nó có một cú căm thù mà thời gian không thể nào lấp được. Chị liệu cách nhìn con cho nó đừng nguyền rủa thì chị với anh ba. Tôi không biết làm cách nào bây giờ. Chị hai à, tôi cũng không có miệng lưỡi nào để nói cho nó biết, tự chị tính á. Chú ba, chú ba ơi, nhắc lại làm chi cho tôi khổ thân thêm. Câu chuyện kinh hoàng đó bây giờ đã trở thành cơn ác mộng, nó luôn ám ảnh tôi suốt mười mấy năm dài. Chú ba ơi, đến hôm nay thì chuyện ấy đã qua rồi. Năm xưa khi lòng còn ham muốn, ba thằng chấm thì rượu chè cờ bạc bê tha, theo dục vọng mới gây ra án mạng làm cho tan nát gia can. Giờ đây có ăn năn thì chuyện đã muộn màng. Hai mươi mấy năm qua lương tâm tôi nó cứ rày rứt đi mãi không ngừng. Nếu chị không tư tình cùng anh Thắng Thức hai tôi đâu có đến nhà người ta để rồi bị người ta đập chết giữa đồng. Tội nghiệp anh vì quá ghen cho nên mới làm âm mưu thâm độc. Trời ơi, tôi đâu có ác quá như vậy mà chú ba nghi tôi nhúng tay vô. Thật tình đêm hôm ấy anh Phán Thức đi đánh bài, còn tôi thì đi chùa lễ Phật. Khi về mới hay tin người ta đập đầu anh, xác quăng xuống ruộng khô. Rồi bà con lên án tôi là kẻ giết chồng. Chú ba xin chú hiểu cho tôi đâu có tàn nhẫn như vậy, mà thật sự chính tôi mới là người của tôi. Vì tôi có chồng mà tôi còn sanh tâm đi ngoại tình. Từ ấy luôn ám ảnh tôi cả ngày lẫn đêm, trong bữa ăn trong giấc ngủ. Tôi đã xê chiều, tôi mong nhờ câu kinh tiếng ngõ để giúp nợ tận, mà sao vẫn còn đeo
Người nói chuyện với tôi hồi nãy là anh Phán Thức đó hả chị? À, nghe nói sau này anh làm tới ông huyện, ông phủ gì lận phải không chị? Chắc lưới trời có rách một chỗ nào đó cho nên ảnh mới chui qua được mà sống một cách nhàn hạ sung sướng cho tới bây giờ. À chị à, hồi đứa nhỏ chị mang trong bụng á, lúc chị bỏ đi bây giờ nó sống hay nó chết chị? Con trai hay là con gái vậy? Dạ trai, tôi đặt nó là thằng Sĩ. Năm nay nó được 28 tuổi rồi, nó cùng ở chung đây. Rồi đứa con gái sau đây chị tính chị gả cho thằng Chẩm. Nếu không có tôi thì anh em một mẹ khác cha của nó đã cưới với nhau rồi. Hồi trước chị làm bậy, rồi 30 năm sau chị còn làm bậy hơn nữa. Ông ở đâu? Làm gì mà nạt nộ má tôi vậy? Sĩ, chú ba của... Chú ba của thằng Long phải không? Ông làm gì mà vô nhà tôi mà lại sừng sổ với má tôi? Sĩ, con đừng có vô phép với chú ba nghe. Chú ba đó là... Má sợ cái gì dữ vậy? Lễ phép là phải lễ phép từ trên xuống dưới kìa. Già không biết làm gương cho trẻ, ông là một người không biết điều. Sĩ, xin lỗi, không phải có thằng Long á, em gái tôi mới có hạnh phúc đâu. Trời, má biểu con đến thằng ngoại, không biết ai là... Anh Sĩ, anh làm gì mắng chú tôi như vậy? Thôi Long ơi, bỏ đi Long. Tôi cho anh biết nha, anh mắng tôi bao nhiêu á, tôi còn có thể tha cho anh được. Còn anh động tới chú của tôi đó hả, 10 anh tôi cũng đập nữa. Trời ơi, Long, Sĩ ơi, tụi bay là anh em với nhau mà. Không có anh em gì hết á. Thằng nào dám động tới tôi bắn nó nát đầu. Đồ thứ quân mồ côi, đồ thất học. Tôi thất học nhưng mà tôi không vô giáo dục. Ê, mày nói ai vô giáo dục mày? Đồ cái thứ không cha không mẹ như mày mới là vô giáo dục đó. Mới chiếc tiểu thuyết ba xu để kiếm cơm. Những cái thằng con nít như anh đó hả, không đủ tư cách bàn đến văn chương của tôi. Cái thằng trọc phú, thằng chó. Trời ơi, không có con hơn thì mày không ở trong nhà này, không có lương tháng, đồ cái thằng hèn. Trời ơi, Sĩ ơi, mày khùng rồi. Mày chửi nó là mày chửi tao đấy nè. Mày đừng chửi nó nữa. Mày cũng là con, mà nó cũng là rể mà. Trời ơi, khổ lắm trời. Thôi, xin phép ông bà cho tôi cứu nghe. Đi ra tao biểu Long, đi. Bác có nghe anh Sĩ mắng cháu không? Ê, mắng mày rồi mày làm gì tao hả mày? Tao đập chết tía mày. Đập thấy mẹ mày. Trời ơi, bắn mà sống, còn cái thằng không bị bắn mà chết. Anh nói ai chết? Đồng hồ, mấy bữa nay không có lên dây. Sao anh không xài đồng hồ automatic? Tôi thích xài cái món gì á, do tự tôi điều khiển. Bây giờ mấy giờ rồi? Dạ, còn 5 phút nữa là 1 giờ. Hồi nãy có chú ba lại thăm anh, nhưng anh còn ngủ. Chú có viết thơ từ gì đó rồi chừng 10 phút rồi đi. Về Vĩnh Long à? Dạ, em không rõ. Rồi ai chở tôi vô bệnh viện này? Chú ba anh, má anh Sĩ và cả... Hân. Dân. Mấy bữa nay Hân đều có đến, nhưng vì anh chưa có lại sức cho nên không vào thăm được. Còn má của anh... Má chồng của cô cũng lại thăm tôi? Dạ không. Từ bữa đó cho tới nay má của anh bị bệnh luôn. Tại sao cô không gọi là má của cô? Vì một lý do riêng. Lý do đó có nó dính dáng gì chứ tôi không? Nè, sao anh lại tự giận? Hả? Anh buồn gì mà tự giận vậy? Tôi tự giận. Vậy chứ sao anh tự bắn vô đầu anh? Tôi bắn vô đầu tôi? Ai nói? Chú ba anh. Có lẽ... Sao lại có lẽ? Đó là chuyện thật 100%.
vì mấy tờ báo ở đây đều nhất lọt loan tin. Anh tự tử vì thất vọng vì yêu đương. Phải, tôi bị người ta từ chối, bị thất tình nên mới nổi cơn điên. Có người điên vì thất tình tiền bạc, còn tôi thất tình vì yêu mới thú vị hơn. Ai có phước ở trên đời mới được bệnh thần kinh là bệnh tình quy phái. Bệnh cùi bệnh lao tôi không chọn bao giờ. Anh Long, anh nói những câu đúng đắn hay giỡn đùa, chắc chắn rằng anh phải có chuyện buồn. Cô lấy thằng bạn kia cũng quán thần kinh. Thần. Vậy thì tôi giảng tuế ái tình và cả lòng nhân. Anh đừng nói vui, Long, Long ơi, nhìn vào đáy mắt của anh, nó chứa đựng biết bao nhiêu buồn thương tuổi hận. Chưa đầy một năm mà cuộc đời anh sao lắm chuyện đau buồn. Mỗi lần nhìn mặt anh em cảm thấy nghẹn trong lòng. Bóng hình của anh luôn luôn lảng vảng trước mắt em, như rủa nguyền không có lỗi gì hết. Lỗi là do ở những người yêu mà không vì tình, mà họ yêu vì một cái khác như là nhà lầu xe hơi chẳng hạn. Anh Long, anh đừng dỗi trách em như thế. Long ơi, đời người con gái biết bao nhiêu mộng ước, nhưng nay giờ ta con gái mà lần đầu tiên anh nói lời thương mến, nay chỉ một sớm một chiều đã dối đổi thay. Ôi tình yêu sao lắm trò cay đắng đau buồn. Long ơi, nhưng dù sao thì em cũng có tôi, đã làm cho anh rất nhiều đau khổ. Anh lấy sĩ giả và tát vào mặt em đi, để cho giới cơn tức giận hờn căm. Cô nói như vậy là tôi điên à? Vậy thì cô hãy tiếp tục cầu nguyện cho tôi điên nó đi, cho tôi điên nó đi. Anh Long, anh Long. Huynh. Dạ. Hôm Chủ nhật tuần trước, cô có đến nhà tôi. Vâng. Cô xếp mùng và cô có nói rằng cô không muốn thay đổi ý kiến. Vâng, anh nhớ đúng. Nhưng mà tôi từ chối sự quyến rũ của cô. Và bây giờ thì em biết tại sao anh từ chối rồi. Vậy thì bây giờ cô còn nói tôi điên nữa thôi hả? Thôi anh hãy nên đi nghỉ đi. Nhưng mà cô còn nói tôi điên nữa không? Quỳnh, tới phiên em gác hả? Nói dứt chưa? Dứt khoát rồi. Tôi muốn nói chuyện với Quỳnh. Tôi muốn nói chuyện với anh. Anh có nói thì nói ít, cho thần kinh của anh được yên tĩnh. Anh Long, anh không điên đâu.
tôi nhìn nhận anh tỉnh hơn tôi nhiều lắm. Óc anh vẫn còn sáng suốt hơn tôi. Hành động của anh quân tử hơn tôi nhiều. Và anh không hèn hạ, mà chính thằng sĩ này mới là hèn hạ. Suốt hai ngày nay tôi lại nhà người bán thân để trốn. Chừng đọc báo hay tin anh tự tử vì người chú cản trở việc hôn nhân, tôi mới dám lê thân xác vô nhà. Lẽ ra tôi đừng lại đây vì biết lòng anh chưa tắt được lửa căm hờn, cho nên tôi rất ngại ngùng khi gặp lại anh. Nhưng khi về nhà thấy má tôi lâm trọng bình, anh Long à, anh biết không, má tôi nói má tôi rất thương anh, thương anh còn hơn tôi nữa kìa. Má nói những câu chứa đầy bí ẩn và khuyên tôi hãy xem anh như anh ruột của mình. Anh Sĩ, anh Long, anh là người cao cả đại lượng và thật lòng yêu em gái của tôi. Má tôi biểu phải giáp mặt anh để xin lỗi. Anh có thể nghĩ tình má tôi, em gái tôi mà tha lỗi cho tôi được không anh? Tôi biết lỗi, anh đừng tiếp tục khinh tôi chứ. Tại sao khinh? Anh có hiếu với người đẻ ra anh, tôi có hiếu với người nuôi dưỡng tôi. Chúng ta có thể dùng mọi cách để bảo vệ danh dự của gia đình. Tự nhiên anh không giết tôi lần này là anh dại dột đấy. Nếu tôi sống thì anh cũng phải trả một cái giá rất đắt về những câu thóa mạ chú tôi. Anh còn giận tôi nhiều quá. Súng đây, tùy anh. Trước khi chết, nếu còn nói được, tôi cũng nhìn nhận rằng tôi tự sát chứ không để cho anh mang tội giết người. Tôi bắn anh, anh có quyền bắn lại tôi. Tốt hơn là anh nên ra khỏi phòng này. Đối với một vấn đề quan trọng, tôi chỉ thực hiện khi nào thân thể tôi tráng kiện và lý trí tôi sáng suốt. Ngày đó cũng không lâu đâu anh Sĩ à. Cậu lại đây để gây sự nữa đó. Không, chú lầm rồi. Tôi đến đây là để xin lỗi anh đó chứ. Tự mày, mà không, tự cậu đến đây à? Má tôi biểu, mà riêng tôi cũng cảm thấy cần phải như vậy. Còn đối với chú, tuy má tôi đang đau, nhưng má tôi vẫn muốn gặp mặt chú. Tôi không thể bước chân lại nhà cậu một lần thứ hai, vì giữa khung cảnh sang trọng đó, tôi cảm thấy tôi nghèo túng quá. Giữa sự đông đảo của gia đình cậu, chú cháu tôi cảm thấy sao cô thế quá cậu à. Chú chưa tha lỗi cho tôi sao? Nếu tôi không tha lỗi cho cậu thì giờ phút này đây cậu đâu còn nói chuyện với tôi. Mà hiện thời cậu đã bị tóc gian, cũng vì sự đại lượng của chú.
người bảo tôi hãy đến đây để gắn lại chỗ thâm tình. Nếu cậu ăn năn thì tôi xin khuyên cậu một đôi lời. Cậu nên sửa đổi tánh tình, đừng có ý tiền mà phách lối. Cậu có nghe lời tôi nói không? Chuyện vợ chồng của chúng tôi sẽ tự giải quyết sau. Thành hay không á, không cần có bàn tay của anh mó vô đó. Và nhất á, là tôi không muốn gặp mặt anh. Chào chú ba. Sĩ, đáng lẽ tôi gửi thơ bằng bưu điện, nhưng sẵn có cậu đây, cho tôi gửi cái thơ này về cho má cậu. Nè, tôi cam đoan với cậu thơ này không có một tà ý nào cả. Nhưng cậu đừng đưa thơ này cho ba cậu coi. Cậu có dám hứa với tôi không? Hả? Dám hứa không? Nếu cậu hứa thì tôi tin lắm. Dạ, chào anh Long. Dạ. Mày biết tao nuôi mày từ hồi 2 tuổi không mày? Dạ biết. Khi mày lớn lên, mày cũng biết là tao rất thành thật và luôn luôn coi đời tư của mày là quyền sở hữu của mày không? Con nhìn nhận chú nói đúng. Nhưng mà sao hôm nay tao không dừng được trước một việc quan trọng, tức là việc mày đi cưới vợ. Nè, tao nói thiệt nha, tao nhục nhã vô cùng. Con còn nhục nhã hơn chú nữa kìa. Thằng sĩ, tại sao chú cho rằng là con tự giận? Nè, thằng sĩ nó binh vực má nó đúng hay sai mày? Đúng, con nhìn nhận nó có hiếu. Mày có muốn một thằng con có hiếu phải ở tù không? Nhưng mà thái độ của nó và ông già của nó thì con không chịu được. Nó xúc phạm đến gia đình mình quá nhiều rồi. Mày muốn làm gì để đổi lại chứ? Vậy chú muốn con là gì con cũng làm hết trơn á. Chứ tự mày không có thể quyết định được gì sao hả? Con cần nghĩ tới pháp luật và tên tuổi của con trước khi con hành động. Nếu pháp luật và tên tuổi đi ngược lại danh dự của gia đình mày thì mày đặt cái nào lên trên? Hả? Đặt cái nào lên trên? Thử hỏi mày chơi vậy chứ tao có cách để rửa nhục. Tao rửa cái nhục đó mà không dính dáng gì đến pháp luật và tên tuổi của mày. Nếu chú nói như vậy thì con sẽ nghe theo lời chú ngay. Tốt. Nè, tao khuyên mày đừng nên cưới con Hân. Chú, thưa chú, người con gái đó có tội gì đâu. Thôi, thời giờ không cho phép tao nói chuyện với mày nhiều. 9 giờ tối nay tao phải về Vĩnh Long, vì cái chuyện này mà tao phải trễ phép đó. Bây giờ thì mày chỉ cần trả lời cho tao biết là mày có nghe lời tao hay là không. Chú, chú ơi, chú cho con suy nghĩ rồi con trả lời sao chú. Được, mày có quyền suy nghĩ trong 5 phút thôi nha mày. Sao gấp quá vậy chú? 5 phút mà gấp hả? Trong khi người ta có thể cần vỏn vẹn 5 giây để gây một tội ác tài trời, chẳng hạn như ra tay cố sát giết người, còn mày chỉ tính xem nên hay không nên cưới vợ. 5 phút là nhiều cho ít ỏi gì đâu mày. Cháu không hiểu sao chú xưa nay vẫn rộng lượng, trong việc hôn nhân không hề ép gượng, bắt con cháu khép mình theo ý chú đặt ra. Thì đã chính cần cây mặt ai nấy chọn can thiệp làm gì ngờ đôi co cho thêm rộn mày. Nhưng nay bỗng dưng chuyện lương duyên của cháu chú lại chen vào cạnh. Trời ơi, tao cả
cảm thấy cảm ơn vì danh dự gia đình, vì giống anh ba mày đang bị tổn thương. Anh đã nằm yên trong 30 năm trường, người ta còn lôi dậy chửi rủa không nương. Chú hãy yên lòng đi, con nghe lời chú. Cách đó có dính dáng gì đến pháp luật và tên tuổi của mày không? Dạ không. Nhưng chắc chắn lương tâm của mày bức rứt. Thưa phải. Nè, tao thề với vong linh của ba mày là tao đã làm một việc rất vừa ý của ba mày. Còn con, con cũng thề với lương tâm của con là con làm một việc rất vừa ý chú. Long, tao trở lại đây chỉ căn dặn mày có bấy nhiêu đó thôi. Nếu mày cãi lại tao thì từ rày về sau nếu gặp mặt tao hả, đừng bao giờ nhìn tao nữa. Anh bị cấm hút thuốc hả? À, vết thương của anh bữa nay hết chưa? Bớt rồi. Em lại với ai vậy? Với chú ba. Chú ba nào? Chú ba dọn đồ tiếp em vừa hổm đó. À, chú ba ở Rạch Giá. Mà sao em lại phải đi với ổng? Tại má em biểu ông đi canh chừng cho em. Sao bác gái lại biểu ông canh? Bị má sợ em đi một mình rồi ba em không tin. Tin gì? Từ trước tới giờ em không từng đi một mình mà. Em khổ lắm anh à. Em khổ vì sự xung đột của ảnh với anh à. Chuyện đó rồi đẻ ra nhiều chuyện khác nữa. Chuyện gì? Má em nói dù sao anh với anh cũng là anh em. Anh cũng biết vậy, nhưng mà anh đã hòa giải với ảnh rồi mà. Nhưng mà ba em lại không muốn thấy sự xung hợp của chúng ta. Nghĩa là bác trai giận anh. Dạ. Sau vụ cãi giả của anh với anh sĩ, không biết anh đã nói nặng như thế nào mà ba em cấm em không được tới thăm anh. Gái thì sao hả em? Phần má em tuy trước đây không yêu mến em nhiều, nhưng nay người thay đổi lại rất tan thành mối tình. Bác trai như vậy thì từ nay em đừng nên lui tới làm gì. Thương nhau là ở tâm lòng, rồi em mà. Người lại còn hứa sẽ nói với
dọn đi đâu? Thì mướn chỗ ở. Chứ ở đó làm sao được nữa em. Bác trai có bằng lòng thấy mặt anh đâu. Nhưng mà má em hứa nói với ba em rồi. Ủa, chú ba đâu rồi? Ông ngồi ngoài canh chừng, chừng nào thấy dạng của ba em thì em dạo ông cho hay. Em đi một tấc đường còn phải canh gác như vậy, nếu mà anh ở kề bên em rồi sẽ thế nào nữa? Hân, anh nói thật với em. Sao anh? Em có thể nào quên được anh không? Không. Không. Long, anh nghĩ gì? Anh nghĩ gì mà anh nỡ nói như vậy? Thời gian không thể làm cho em quên anh được sao? Anh Long, tại sao anh lại nghĩ đến việc xa em? Em có lỗi làm gì với anh đâu. Chị của ba em là... Mà chú của anh cũng không bằng lòng cho anh cưới em nữa. Còn ý kiến của anh? Anh nghe theo lời của chú anh. Anh nghe theo lời của chú anh? Có thật anh... Anh nghe theo lời... Thật em mà. Thật à? Hân, nhưng anh muốn được thù ghét em, dầu rằng sự thù ghét đó nó thiếu chân thành. Hân ơi, anh biết rằng anh không thể quên được em, nhưng anh cầu cứu về thời gian để giúp cho anh quên. Hân ơi, hôm nay làm mặt lạ thì mãi mãi cũng là quen. Nếu ngày kia chúng mình đều lập gia đình thì cũng nên cảm ơn con đò thời gian đã giúp cho hai kẻ sang ngang trúc nhẹ gánh nước phiền. Ta sớm liễu từ bây giờ để khỏi phải ăn năn hối tiếc trong tương lai, dù biết rằng đây là một cuộc chia tay còn nhiều đau đớn. Nhưng má em đã nói má em sẽ gặp mặt chú ba. Nếu chú ba không lại nhà thì má em sẽ xuống Vĩnh Long. Anh không chờ được sao? Một tiếng đã nói ra là không đổi thay lời. Em nên về khuyên bác gái đừng xuống Vĩnh Long chi nữa. Đã không ích lợi gì mà còn giảm lòng tự ái của ba em. Trời đang trong xanh chợt phù an mây đen, tình đang say men chợt rạng rời dậy sông. Không lẽ vì chuyện xích mít đâu đâu của người lớn mà đôi Hân ơi.
dội màu xanh. Anh Long, những lý lẽ anh dựng lên có phải là bức tường thành chắn che một tâm tư giả dối? Anh muốn quay lưng trong vai trò giống bồi, nên mượn tiếng gia nghiêm cho dễ phụ mối chân tình. Sau này cứ đi đến hôn nhân, em cũng không cản ngăn anh trên đường tiến thủ. Anh có quyền du học hay tiếp tục nghề văn, và chú ba sẽ thấy em là người vợ ngoan thật bổn yêu chồng. Mọi chuyện đã đổ vỡ hết rồi, không còn cách nào nữa. Ba em căm ghét anh, anh thì đã hứa với chú ba là sẽ cùng em đoạn tuyệt. Em thấy không, mình đang đứng giữa cuộc tương tranh khắc nghiệt, vẫn biết xa em là anh đã từ bước đi một duyên phương khó tìm. Mãi mãi không còn giữ trong tay người con gái nhan sắc đoan trang, vừa giàu vừa có học, nhưng mà số phận đã không cho anh được làm một từ thức lạc đào nguyên để sánh vai tiên kết ước. Hân ơi thì anh đành phải trở về với căn nhà xì dột na rêu phong. Anh diện đủ cớ để tuyệt tình, thôi vậy cũng xong. Ai níu được một cánh bằng Sài Gòn sông, yêu một nhà văn là yêu nổi tay trầm bỏ ngỏ, mất anh là phải rồi, em đeo đuổi nữa làm chi. Chừng nào hết bệnh anh cứ tự tiện lại dọn đồ đi, chắc em sẽ không còn thấy mặt anh nữa. Hân, em định đi đâu? Nếu em đi xa không được thì em cũng bỏ Sài Gòn. Chừng nào anh hết bệnh anh sẽ gặp em. Mai mốt em đi rồi. Em giận anh lắm sao? Em thù anh suốt đời. Em thù anh suốt đời. Em càng thù anh thì anh càng yêu em. Vì anh nghĩ yêu anh suốt đời thì không bao giờ em có thể thù anh suốt đời. Hân, anh chờ em. Chờ em đến khi nào em hết thù anh, đến lúc đó anh sẽ cưới em. Hân, anh không thể làm khác những điều anh suy nghĩ được. Hân, anh không thể dối em. Hân, anh không thể dối anh. Hân à, sao hả Hân? Em hết thù anh rồi Hân. Chú ba nè. Chú ba nào? Chú ba này nè. Trời ơi chú, làm con hết hồn mà sao? Tụi bây là làm sao giống Silama quá. Cháu nhớ cái bữa cháu dẫn chú đi coi hát bóng đó không? Trời ơi, cái thằng Tây với con Đầm đó, trời ơi, nó làm tao mắc cỡ quá trời của đất. Nó làm gì mà nó ôm rồi nó hung hôn lát cái rồi con kê hai miệng lại cắn. Mà đầu tiên tao tưởng nó cắn ai về, trời ơi nó nhổ nước miếng cho đứa kia nuốt, trời ơi nó gốm muốn chết vậy đó. Ồ, nó vậy chú ba mới vô chú ba thấy hai đứa con cắn rồi hả? Thấy rõ ràng còn nói nữa. Chú, sao chú không ở ngoài canh chừng giùm cho cháu? Trời ơi canh gì, nói cho hai đứa bay nghe.
lần trước á, có ông bà nào đó có cái bộ quen với mình á Hân ơi. Sao chú biết? Không biết sao được, bà ngồi trên xe hơi, xe lớn như xe anh hai vậy, chạy qua tao không đổi. Tao thấy bà ngó ngoái lại rồi bà đưa tay ra ngoắt. Trời đất ơi bà ngoắt cái tao chạy theo. Chú chạy theo làm gì? Chú chạy theo làm gì? Không chạy theo sao được. Chứ gì bà ngoắt mình sao? Nhà xe của bà không ngừng. Cái bà vừa ngoắt xe lại vừa quanh. Nó chạy tuốt vô ngã tư. Trời ơi, đó là xe của người ta quẹo cua. Quẹo thì quẹo chứ quắt làm chi vậy? Trời ơi, họ ra giấu đâu ông già. Thôi, tao chạy mệt thấy mà. Hay tại chú thấy mà ta. Đẹp, chú chạy theo phải không? Nè Hân, đừng chọc sùng tao. Bà ra hiểu mà quơ tay làm điệu. Tao tưởng bà quen mình, chứ đâu phải già đa tình. Chú ba, chú ra ngoài chờ cháu một chút nha chú ba. Tao vô đây là tao sợ hồ tao chạy á. Rồi bay trở ra không gặp tao rồi bay về đi. À, hồi mà chú lại đây có khóa cửa phòng lại kỹ lưỡng không? Hổm rày rồi có ai lục đồ của tôi không? Ai dám vô đó? Tôi mà ở đó là thôi, bước ra là tôi khóa cửa. Thôi tao ra ngoài à. Nè nè, lần này ai mà ngoắt á, thầy kệ nghe. Chú đừng có chạy theo nữa nha chú ba. Ngu sao chạy nữa mày, thôi tao ra. Lời của tao là lời của nít phải không Hân? Dạ, chào bác. Con hứa với ba, con thề với ba, một dứt, hai dứt. Ba đâu phải con nít mà con gạt ba. Con đâu phải thú vật mà ba nói không thấu lỗ tai con. Đi về, đồ khốn nạn. Về, mau. Ba, tội nghiệp con mà ba. Con với Long thương nhau lắm ba. Mày với má mày, thằng chú mày nữa này nè. A Tầm gạt tao phải không? Thằng Hạp, bổn phận của mày là chú mày đi canh chừng gác ngõ cho cháu mày làm bậy làm bạ như vậy đó hả mày? Bậy bạ sao anh? Hả? Anh nói tôi nghe coi. Vậy phải hả? Tao cấm nó rồi. Cấm gì kia vậy? Người nào nó có lỗi phần người đó. Thằng sĩ nó bắn người ta còn không kiện nó. Người ta không kiện thằng sĩ vì người ta thương con Hân. Anh biết không? Chứ có phải người ta ngán đồng tiền của anh đâu. Còn con Hân nó thương người ta mà anh không chịu gả là không gả sao? Hả? Mà bậy bạ là bậy bạ sao? Ai bậy bạ? Bậy bạ đây là anh bậy bạ chứ Hân không bao giờ bậy bạ hết. Mày ăn nói với tao vậy đó hả? Coi chừng tao mua cái mạng mày cũng đủ đâu nha mày. Ê, anh đừng lo phách nha. Anh bị tôi à. Con nhỏ, để mày về không về? Mai tôi xin phép cho mày đi tay. Ba, con không đi đâu ba ơi. Cậu buông nó ra. Con lại ba, con lại ba hãy thương con đau khổ mấy ngày nay. Chuyện này có đáng chi vì lỗi của anh hai. Nếu giờ đây ba không cho chúng con sống hòa, coi mày ra gì, cái đồ điên. Gái nuôi tôi lớn muốn giá bàn thờ để thắp nhang để thờ phụng ái tình rồi. Bà má nó đậm tới đòi tự giận. Mày chết đi, mày chết đi, tao không có tiếc quân phản của mày. Ba, trời ơi, ba nói nhỏ nhỏ chút tội nghiệp con mà ba. Này, tao tự mày cho tội nghiệp gì. Đi về đi rồi tội nghiệp mà không sẽ biết. Đi về. Ba. Đây, cậu Long, tôi cho cậu 100.000 đồng. Kể như là phụ cấp sa thải vậy đó. Tôi không dùng cậu nữa. Anh tiền nhiều quá ha, 100.000 mà anh quăng cái nhẹ nhiều. Còn tôi xin 50.000 phải chầu chực cuối tháng mới có. Thôi đi về đó mày, đừng có nói lắp dắp nữa. Nè tôi cho anh biết nha, tôi không phải anh Hân mà anh ra lệnh nha.
anh có nuôi tôi ngày nào không? Gì gì mày nói sao? Hồi đó giờ tao không có nuôi mày hả? Anh muốn kể ơn hả? Tôi cho anh hay nha. Anh có quyền là có quyền với thằng Sĩ, mà không có quyền để từ con Hân, mà cũng không có quyền kể ơn gì với thằng em nghèo là tôi. Vì có đi phải có lại mà thôi. Anh còn nhớ gì ai thằng hay thằng phải bỏ mạng tại núi sập bị đập đầu rồi nhờ ơn ai bắt cậu anh giựt được vợ người ta. Thử coi anh nào lỗ. Trời ơi, đi về tôi đưa tiền cho ông nội ơi, đi đi. Con cái ngộ không? Nó biết tao với mày ở trọng, nó cũng lấy xe về một mình. Hết chỗ nói mà. Để về nhà gần xịt mà xe cổ gì. Nhưng mà nói đàn bà con gái giờ này mà thảo bộ đi mình có hại chứ ích lợi gì đâu. Cái gì mày cũng binh đó. Không lẽ tao từ mày cho nó thiệt, tao không có thích mày lên nhà tao nữa đâu hả? Vậy không? Tự nhiên à. Tình bà con là một cái thứ vô hình. Còn tủ sắt của anh thì thấy rõ, rờ nó được. Tủ sắt đâu có bà con với cái túi rỗng anh. Mày nói làm như tao trọng đồng tiền lắm vậy. Mày cứ thử là đánh giá mày gửi thơ lên tao coi. Còn tao có cho tiền mày không? Cho như thường à. Trọng là trọng cái nghĩa chứ đồng tiền bao lớn mày. Phải rồi, đồng tiền mà bao lớn. Nó lớn lắm cũng cỡ bằng bánh xe là cùng. Mày đừng có nói móc họng tao quậy hả? Tao bạc tay mày à. Chứ sao anh nói ra anh trọng cái nghĩa mà không thấy mặt bà con. Nghĩa gì? Nghĩa của anh là cái thứ nghĩa của thằng Tào Tháo. Nghĩa của anh nó bị nhốt ở trong nhà băng lâu quá, chừng ra ngoài mở mắt ra không nhìn thấy ai được hết á. Anh Hai à, tôi dám chắc bây giờ anh cũng không biết anh là tiền hay là tiền là anh nữa. Bị hai thứ nó cũng như nhau nha. Hạp, bố mẹ kể tao thuộc hạng vô tri. Chứ anh mà suy nghĩ cái giống gì. Mày đeo tao xin tiền như đĩa đói. Không cho mày, mày kiếm chuyện mắng tao. Đồng tiền là quyết mạch chứ sao. Xét cho cùng mày cũng trong sạch gì đâu. À phải rồi, tôi có trong sạch gì đâu. Mày gặp tao là mục đích nẻo tiền, chứ tốt lành gì mà lên giọng dạy tao. Ủa lẽ tự nhiên tôi chẳng chối làm chi. Tôi lên đây là xin chúc đến tiền. Nhưng ngoài ra tôi cũng còn một cớ. Chắc là anh cũng thừa biết ý tôi. Đó cũng là cớ phụ mà thôi. Mày á, mà thương tưởng thì ai. Thôi, tùy ý của anh. Để rồi coi số bạc 50 ngàn tôi có cần xin xỏ nữa hay không. Mày không xin này tao khỏe. Thôi ở đây giữa đường giữa xá, tôi với anh vừa đi vừa nói chuyện tốt hơn. Mày muốn sao muốn à. Bây giờ về phòng tôi nói hết chuyện với anh. Không biết chừng ngày mai tôi về. Mày giận thiệt, mày không đợi lấy tiền sao mày? Không lấy tiền mà có thể tôi lấy lại một thứ khác. Thank you.
xảy ra hả con? Dạ, má ở đâu đó? Đừng có la ông xồm. Má ở bên đây nè. Cửa má không có khóa, mở đi. Má làm gì bệnh á? Tớ biểu đừng có la. Qua đây má biểu nè. Rồi để con qua. Con, má khép cửa lại đi. Má làm gì bên này vậy nè? Trời ơi, má làm con khó hiểu quá. Nè, con thấy hình như là có cái gì lạ lắm nha. Cái gì lạ? Tại sao má bệnh mà má lò mò qua bên phòng của chú ba làm gì? Nè, ủa, mày nghĩ tầm bậy tầm bạ hả sĩ? Nè, con thấy ba thân thiết với ổng nha, còn má thì trọng đại gần như là kinh sợ á. Sao kỳ vậy? Con đừng có nghĩ bậy bạ nghe sĩ. Con Hân nó dắt chú ba đi chơi rồi. Má qua bên này á là má muốn kiếm một cái món đồ của thằng Chẩm. Hả? Chẩm nào? Ủa, món của thằng Long. Má, bộ Long có cái tên Chẩm nữa hả? Sao má biết? Nó nói, sao con hay hỏi quá. Mà má kiếm gì ha? Nghe sắp nhỏ nó nói lại là hôm dọn nhà về đây á, thằng Long có đem theo một món kỳ lắm. Ai nói với má à? Con Hân nó mới nói hồi chiều nay nè. Nói má nghe nha, con Hân á, nó rành từ kẻ răng chân tóc của cái thằng Long. Chuyện gì nó không biết? Nó biết sao nó không chỉ chỗ cất món đó cho má, để má mất công đi tìm mà. Má, mà món đó là cái món gì mới được chứ? Con sao ưa hỏi ngược quá. Chuyện gì nó tới thì nó phải tới. Con không cần biết mà con cũng biết như thường. Đâu nè, bây giờ con coi nó dán cái gì trên hộp này nè con. Đâu để con coi coi. Má ơi, nó khăn. Kiếm khăn. Cách mở ra coi con. Thôi, cụ điên nó mình coi làm chi hả má? Bất quá trong này sách hay là tài liệu khảo cứu gì đó chứ gì? Cãi hoài à, con cãi ra cho má coi. Rồi thôi được rồi, giờ má muốn ha, con chịu ý má đó. Bây giờ xin lỗi nha, con chỉ còn nghe lời má nữa thôi à. Ngoài ra trong nhà này con không còn ngán ai nữa hết. Sao con nói gì kỳ vậy? Được rồi, con này họp xong rồi con nói cho má nghe. Bộ, có ai nói cái gì cho mày biết rồi hả sĩ? Ai nói? Người trong nhà này chứ ai đâu xa. Mà nói cái gì? Nói ngộ lắm. Mà chắc có thiệt má ơi. Ba Nhẫn nói hả? Nhẫn nào? Xong rồi nè. Chết rồi, chết rồi. Thằng Long này nó luyện thi linh cái nè. Hèn gì nó cám dỗ toàn là con gái nhà giàu không à. Đừng. Nè con đừng có làm gì con quảng ngốt vậy. Không phải đâu con chứ à. Chứ còn cái gì nữa. Con Hân bị nó rồi. Con đem đốt cái sọ này. Đừng con. Sọ này không phải là đàn bà. Sao má biết? Má nghe chú của thằng Long nói. Ba nó bị người ta đập chết. Hả? Bị người ta đập chết. Má, thôi bây giờ mình bỏ qua cái vụ sọ này đi má. Con hỏi thiệt má đừng giấu con nha. Người cha hiện giờ có phải là cha ruột của con không má? Con, tại sao con hỏi má câu đó? Bởi vì con nghe thiên hạ nói với con. Thiên hạ là ai? Con nói má nghe liền. Không đâu xa chính là do bà nói lại chứ ai. Thiệt cái ông già này sao mà kỳ lạ. Ông nói hồi nào? Hôm bữa bà nổi phụng dụ đằng cao phó má vợ con. Ông hỏi vì sao chức quan tri huyện hồi hưu lại không kể ra luôn cho ông. Ba mày nói có bấy nhiêu hay là còn nói cái gì thêm? Con chỉ nghe như vậy nhưng chắc còn nhiều chuyện má đã giấu con. Ba mày già rồi sanh tật ổng nổi khùng nên nói bậy. Ổng khùng lắm má ơi chứ khùng sao được. Má đừng có giấu con nữa. Con có giữ một chuyện riêng của má đây nè. Hả? Chuyện gì vậy con? Hồi trước má có quen với chú ba Long không? Hồi trước là hồi nào? Nhưng mà má có quen không? Tao mới quen ổng đây. Chứ còn hồi trước thì... Quen mà má có dính líu chuyện gì với ổng không? Trời ơi, sao bữa nay con nghi má tầm bậy tầm bạ hoài vậy sĩ? Vì có người gửi thơ cho má đây nè. Ai gửi? Chú ba của thằng Long á. Hả? Đây nè, con nói thiệt với má nha.
con chưa coi, nhưng mà con biết trong thơ này nói cái gì rồi. Hả? Con biết rồi hả con? Ờ, con coi thơ này rồi hả? Không, con chưa coi, nhưng mà con đoán có lẽ họ lợi dụng lòng nhân từ của má để làm tiền. Má ơi! Má! Ủa? Bà già bệnh mà đi đâu rồi cả? Má! Má! Để con đỡ má về bệnh nha má. Đi má. Thôi bây giờ tôi không cần tiền của anh nữa. Thôi mẹ ơi. Sao mà mày nói dai như giá rách vậy? Anh ngồi đỡ đi quăng đó đi. Ủa? Tôi đi tôi khóa cửa mà. Ở nhà ai dời ghế bậy bạ hết vậy cả? Ở đây có bị ăn trộm lần nào không anh? Chỗ này là khu sang trọng, lính gác đầu đường tới cuối đường, thằng nào dám leo hánh tới đây mày? Có ăn trộm trong nhà có. Mở cửa sổ ra cho mát mày. Khoan, để tôi coi. Dọn dí đi quăng coi. Tủ này hồi đó tới giờ có khóa không anh á? Tủ không, tao khóa bỏ đó mà. Tao mua hồi tao còn ở Long Xuyên lận mày. Hồi đó anh dẫn chị hai đi chưa? Dẫn rồi. Chị sanh sĩ chưa? Chưa. Cũng đâu gần 30 năm rồi ha. Vật vô tri mà anh còn nhớ. Còn lời hứa với tôi hồi trước á, sao bây giờ anh muốn nuốt đây anh nay? Nuốt cái gì vậy? Giờ già rồi, anh muốn là bộ quên những cái thâm độc hồi còn trẻ. Nếu anh quên thì tôi nhắc anh nhớ, để anh khỏi nuốt lời. Đừng tưởng anh giàu mạng hiếp tía con tôi. Ngày xưa khi anh muốn nhận được vợ của hai thằng, anh mới bày ra mưu sâu kế độc để cho tôi đập chết anh giữa độc. Trong khi anh đương dẫn chị hai thằng đi chơi chùa trong bữa rằm tháng giêng. Mày đừng thấy tao giàu sanh tâm hăm dọa, bởi trước kia mày quá ham tiền. Tao cứ giết mày cũng giết liền. Xét cho cùng ai tốt gì hơn ai? Chắc mày muốn lôi ra chuyện cũ cho tao sợ rồi tao phải loại tiền. Không, bạc tiền mà ăn nhầm gì anh hai? Tôi nói đây là nói chuyện lâu dài. Khi vợ tôi qua đời vì cơn bệnh ngạt, để lại cho tôi đứa nhỏ một túi đồng, nghĩ nó là giọt máu của mình. Tuy nghèo tôi đây cũng quyết chi để nuôi con. Nín đi! Tao với mày anh em chú bác ruột, con mày với tao thì cũng là máu thịt. Tao biết mày nghèo tao phải gánh, mày thấy không? Tao phải nuôi con của mày luôn. Con mày giờ đã lớn khôn rồi thì gia tài này nó hưởng chứ còn ai? Con của tôi không muốn nó hưởng gia tài, mà tôi muốn anh đừng làm cho nó khổ tâm. Khổ tâm cái gì? Tao nuôi nó từ hồi nó mới có 8 tháng à. Không bao giờ nó biết nó là con nuôi á. Thằng Sĩ với nó cũng tưởng nhau như là ruột thịt á. Thì mày biết tao kín miệng, tao cưng nó tới bực nào. Tao nói thiệt cái mày á, thà giết tao chứ động tới nó tao chịu không có được đâu. Mày coi, tiền bạc nhà lầu xe hơi, nhất hồ ba ứng, sung sướng như một công chúa vậy đó. Nó muốn cái gì được cái nấy, nó khổ tâm là khổ sao mày? Anh nói nó muốn gì được nấy hả? Chứ sao? Tại sao nó muốn làm vợ thằng Long anh không cho? Sao? Muốn cái đó thì không được rồi mày. Phải được chứ. Bạc triệu của anh đâu có làm cho nó hạnh phúc. Không bằng nó lựa một thằng chồng dữ ý. Nhưng tao có quyền. Tao nuôi nó từ nhỏ tới lớn, tao phải lựa chồng cho nó xứng đáng với nó. Anh lựa chồng cho nó thì anh phải tùy ý nó, chứ đâu phải anh lựa chồng cho anh mà là tùy ý anh. Anh bắt nó nuôi là để như trả ơn cho tôi cũng phải đi ha. Chứ đâu phải tôi ham đồng tiền của anh mà rứt núm ruột để quăng vô đó. Hồi nào anh nghĩ tôi nè, anh sợ dòng máu khác hưởng gia tài, anh muốn xin con Hân. Anh hứa trước bàn thờ vợ tôi, anh sẽ coi nó như là con ruột, làm sao cho nó có hạnh phúc. Bây giờ lời hứa đó rồi anh bỏ đâu? Như tao không giữ lời đó, mày làm gì tao thằng liều mạng? Dễ quá. Nếu anh không giữ lời thì tôi sẽ bắt con Hân gả nó cho thằng Long. Con của tôi không muốn cho nó buồn. Mày tưởng đâu dễ dàng hay sao? Khi muốn bắt lại con Hân
Tao đã ra tòa để làm khai sinh lại hai mươi mấy năm rồi. Thì giờ đây nó chỉ biết tao là cha ruột nó thôi, mày có biết hay không? Còn như kéo ra pháp luật thì vợ chồng tao cũng chẳng có mất con. Phải rồi, tôi biết anh ngon mà. Thằng này cũng đâu dễ chịu thua. Tôi thề sẽ nói thiệt cho con Hân nó tường tận rằng 30 năm xưa tôi với anh có tội nhúng tay vào án mạng. Mày nói nó biết rồi, nó coi mày ra cái gì? Không cần. Nhưng ít ra nó cũng phải ghê tởm anh. Anh giật vợ của anh Thành, anh còn mướn tôi giết hai Thành. Trời ơi, nó cũng ghê tởm bà mẹ nó. Tưởng là mẹ ruột kia. Ngày xưa lấy trai còn mang cái thai thằng sĩ đi theo anh. Ông trời ông có mắt anh hai à. Tôi giết hai Thành rồi, không đầy 3 năm sau vợ tôi chết. Tôi nghèo không có trồi đầu lên nổi anh. Còn anh á, trời bỏ quên anh. Nhưng nay tôi nhắc là chắc cũng nhớ rồi. Coi chừng ông, tôi còn nói với con Hân rồi tôi còn nói với sĩ nữa. Thằng điên. Chưa chắc gì anh tỉnh à. Anh cũng như con của quả, bấy lâu nay ấp trứng tôi hú vậy. Đúng thời kỳ con tôi hú nó bay rồi. Anh sẽ trở thành con quả già hiếu quạnh. Tiền nhiều chừng nào anh sẽ hiếu quạnh chừng này. Hạp, nếu mày muốn tao sẽ trả con Hân cho mày. Mày muốn gả cho ai thì mày gả, nhưng tao cấm mày. Tao cấm mày không được nói dĩ vãng của tao cho ai biết. Có đứa nào đó không? Mời bà và cô ba ra đây tao biểu. Hà, tao không ngờ ngày nay mày phản tao. Con Hân nó là máu huyết của mày, nhưng nó cũng là cháu ruột của tao. Tao cũng không muốn giành giật nó với mày làm gì. Nếu anh gả nó cho thằng Long á, thì từ rạ sắp sau tôi không lên đây để làm rộn anh nữa. Tao chỉ nói một lời thôi. Tôi cũng không nói hai lời. Mày giấy ra cái thơ vậy đây kìa. Chị hai, vì tôi không muốn trở lại nhà của anh Thức, tôi mới viết thơ này. Tùy chị định liệu làm sao cho anh em một mẹ khác cha của nó đừng lấy nhau. Tôi không thể nói cho thằng Long biết chị là mẹ của nó. Nếu nó biết, tôi sợ mạng anh Thức không yên, mà nó cũng không sung sướng gì. Khi biết chị là mẹ nó, còn thằng Sĩ, chị phải dạy dỗ nó. Anh hai tôi ngày xưa đâu có ngang tàn như vậy. Chị phải đứng ra làm cho anh em ruột của nó hòa thuận với nhau. Tôi gửi lời thăm cháu Hân và khuyên nó đừng buồn. Tôi, bà Nhẫn. Trời đất ơi, chết tôi rồi. Cái thơ này tại sao lại ở đây? Ai, ai vô căn phòng này? Anh nói cái gì? Hạp, thôi, mày đừng bắt con Hân lại. Tao sẽ gả nó cho thằng Long. Có hai đứa nó may ra mối thù 30 năm trước mới được chấm dứt. Mày không nên nói sự thật nữa. Bọn mình già rồi mày. Cái dĩ vãng tội lỗi nên để cho nó qua đi. Để bọn trẻ sau này nó yên vui mà hưởng hạnh phúc. Ba Nhẫn tưởng đâu con Hân là con của tao thì tao sẽ nói cho nó biết sao. Đâu được cái gì, tao thôi tôi coi coi. À, thằng Long là anh ruột của thằng Sĩ đó à. Hèn gì ba Nhẫn không kiện anh. Ủa, sao cái thơ này lại ở đây? Ai về ghế này? Không lẽ ma? Chắc là quan hồn của hai Thành phá quấy mình. Anh hai Thành, nếu quan hồn anh còn đeo đuổi theo tôi thì hãy chứng giùm sự hối hận của tôi trong lúc già đi. Nếu giờ này anh có trong phòng, anh chứng giùm cho cái thằng Hạp. Nó sẽ gả con nó cho con anh. Tôi sẽ cho tụi nó hết của cải của tôi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi đây nè. Trời ơi, sĩ còn là ba hết hồn. Không, ông không phải là ba của tôi. Ông tuyệt tử rồi. Con Hân là con của chú Ba Hạp. Chú Ba Hạp đập chết hai Thành. Hai Thành là cha ruột của thằng Sĩ. Họ của ba tôi đây. Chú Ba, chú thấy chưa, vết tích của chú đập còn đây nè. Má đừng dỗ con nữa. Con biết hết lai lịch của con rồi, con sẽ đi khỏi nhà này. Sĩ, Sĩ ơi, má còn có con đó.
con đi nữa thì má buồn má chết. Con còn một người anh mà má giấu không dám nhìn. Trời ơi, tới nước này mà má còn giấu con được nữa sao? Anh Long là anh hai của con, con sẽ nhìn anh, rồi anh em con sẽ sống với nhau. Chớ con không thể nào chịu sống chung với những người đã gây ra án mạng, mà chính nạn nhân lại là cha ruột của con. Mấy người kia con đừng nên oán giận, người đàn bà như má đây mới đáng để cho con kinh. Má tội lỗi ngập đầu, má mong tạ lỗi với Phật trời và cũng cầu sự tha thứ của ba con. Ai anh nói gì mà em không hiểu được, còn má phải ăn chay để tạ lỗi với ai? Còn bác hai chỉ là một người cha nuôi. Bây giờ con trưởng thành rồi, ba cũng không giấu giếm làm chi. Ba má đây không phải là ruột thịt của con, con có đủ quyền mà tự mình lựa chọn. Hoặc là ở lại đây, hoặc là con về với ba con. Con như người đi đêm không hiểu đầu đuôi không bỗng nhiên lại xảy ra chuyện ba nuôi và ba ruột, con biết phải theo ai cho đúng đạo làm con. Không có gì lạ hết Hân à. Sự gì em vào làm con nhà này á là vì ngày xưa gần 30 năm rồi, có một người đàn bà đã có chồng, có một con đang mang thai, lại đi tư tình với một người đàn ông khác, muốn chiếm đoạt hẳn người đàn bà. Tên gian phu mới mượn tay một kẻ tham tiền đập chết chồng của người đàn bà kia, rồi phao cho người đàn ông bạc phước kia là ăn trộm. Để trả ơn cho kẻ sát nhân, tên gian phu còn đem đứa con gái của nó về nuôi cho hưởng sự sung sướng. Đứa con gái đó là Hân. Kẻ giết người là ba Hạp. Tình gian phu đang gục đầu kia, còn người đàn bà là má của anh đó. Trời ơi, ba, có phải như vậy không ba? Như vậy anh Long cũng là con của má. Hèn gì, con nhớ rồi. Nếu con không phải là con của ba thì làm sao ba biết rằng con có cái bớt son mà sao gái con á. Nè nè, để ba dở lên ba coi. Đó nè, đây nè, chính cái bớt son này mà từ lúc sanh con ra ba tin rằng con sẽ được sung sướng. Rồi quá nuôi tôi hú, bây giờ tùy ý tụi bay. Ba, con không đi theo chú ba đâu. Vì ba là kẻ giết người hả anh? Thì cũng may là chê ba nghèo. Dạ không, dầu chú ba là ba ruột, còn đây là bác nhưng lại có công đuôi. Chú ba ơi, xin chú ba đừng giận con sao làm mặt là. Vì bấy lâu nay con đã đinh ninh đây là ba má của con rồi. Bỏ
chú ba cũng cảm phiền để nó lại đây hủ hỉ với tôi cho vui. Rồi lâu lâu chú ba lên thăm nó. Ba nữa thì ba còn ai hơn? Còn cô nữa. Cô biểu tôi ở lại đây hả? Ở chung với người đã quăng tiền ra để giết ba tôi, để giật vợ ba của tôi, để làm cho gia đình tôi ly tán. Ở chung với một người mẹ. Con chửi má đi sĩ, má không buồn đâu. Tôi cho chú biết vậy chú ba, tôi bỏ quên cây súng ở nhà tương á. Nếu không tôi cho chú một phát để cho cái sọ này nó cười lên. Anh sĩ, anh sĩ ơi, anh tha tội cho ba em. Ba ơi, ba chạy đi ba, chạy mau đi ba. Cậu Long, suốt 30 năm qua tôi đã ăn năn về tội lỗi của mình. Bây giờ tôi sẵn sàng đền tội. Cậu hãy bắn tôi đi, bắn tôi đi. Tôi phải chết, tôi phải chết. Tôi không ăn hận gì cả. Hãy bắn tôi đi để trả thù cho ba cậu đi. Không, anh Long. Anh Long ơi, anh hãy vì em. Anh đừng làm như vậy anh ơi. Ba ơi, ba. Cậu Long, 30 năm rồi tôi muốn chôn vùi và quên lãng. Nhưng không, kẻ gây nên tội dù thoát được lưới pháp luật, nhưng tòa án lương tâm vẫn không cho phép họ quên đi. Cậu Long, sĩ, ở đây tôi là người có tội. Giết tôi đi, hãy giết tôi đi. Tất cả đều do tôi. Tôi chỉ xin một điều duy nhất là cậu hãy tha tội cho má cậu và ba của Hân. Long, sĩ mà lại hai con mà. Chuyện xảy ra đã 30 năm, nếu hai con vẫn còn tức giận thì hai con hãy giết kẻ má. Cho anh. Má, má, má. Anh Long, anh hãy nghĩ đến má và em. Đừng gây nên tội. Tất cả đã chìm vào dĩ vãng 30 năm qua rồi. Còn nếu anh muốn giết ba em thì anh hãy bắn thẳng vào em. Em không bao giờ có thể đứng nhìn anh giết chết ba em được. Em gian anh hãy nghe em nói nè.
Long, anh nghe em. Sẽ vào chùa thì phát quy y để mong được ba con tha tội mà.